Ok 500 anh em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ một ngày trở thành cua hoàng đế nha các bạn nha. Đấy, con cua hoàng đế nè. Ồ, trời ơi các bạn, bạn thấy tôi to các bạn. Đấy, xin chào các bạn, đây chính là gọi là phong cận TV trong hình hài của một cái con King Crab mấy bạn ạ. Đấy, nhìn mình to đúng không? Ủa Sam ơi, sao bà bé tí tẹo hay sao? Ủa, tôi như thế này là bự lắm rồi, bà thấy không? Sam là kiểu gọi là học sinh á hả? Còn Phong là gọi là Phong là lớn rồi nè đó. Ok rồi. Cái gì ta, người ta gọi là gì? Cua baby đúng rồi đó, kiểu vậy. Rồi, thì ngày hôm nay các bạn, chúng ta vào cái trò chơi này nó rất là đơn giản thôi. Nhiệm vụ của một cái con cua sống trong thiên nhiên là như thế nào chính là chúng ta phải đi kiếm ăn các bạn hiểu không? Mà kiếm ăn bằng cách nào? Kiếm ăn bằng cách là chúng ta sẽ đi tìm những cái con cua bé hơn nè. Không, cái con này con cá sấu rồi, nó không có bé đâu các bạn. Đây có con này nè, bé hơn nè, mình sẽ quýnh nó. Bụp bụp. Đó, sau đó quýnh nó xong mình sẽ lượm miếng thịt nó mình ăn. Đó. Mày thấy không? Tôi lượm quá trời thịt luôn nè. Ở xung quanh đây sẽ có có cái máy cưa nữa bạn ơi. Xung quanh đây sẽ có những cái vật phẩm để cho chúng ta sử dụng làm vũ khí nha. Ví dụ cái máy cưa nè, mình sẽ sử dụng cái máy cưa mình cưa hai con cá sấu ra đi. Bụp 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 bụp. Mày hỏi. Yeah, một con. Còn con còn lại nè, để mình cưa nó luôn. Mày. Ôi. Cá sấu hả? Cho ăn với. Ui. Oh, hello Sam. Trời ơi, Sam đứng kế bên tôi rồi hả? Đây đây, mới gia nhập. Này đó. Thì cá sấu nè, Sam thấy Phong mạnh chưa? Phong quýnh con cá sấu luôn kìa không? Trời ơi, quýnh cá sấu như là quýnh con kiến vậy bạn. Đúng xịn luôn. À, hình như là trong game này là Phong quýnh Sam được luôn á Sam. Bây giờ nè, Phong nói Sam nghe nè, Sam gọi là hãy kêu Phong bằng sư phụ đi, Phong sẽ bảo vệ cho Sam, còn không thì không, tôi tự làm. Không hả? Tôi tự ăn. Không hả? Không nè, không nè, quýnh nè, quýnh nè, quýnh quýnh nè, quýnh nè, sợ chưa? Chạy không, mày chơi vậy chứ, khiếp người ta vậy mà. Chạy đi đâu? Đứng lại, chạy đâu? Đứng lại, đứng... Sammy, Sammy bị cá sấu cắn. Nào. Bây giờ, ui, có cái đường gì nè Sam, cái đường vàng nè, cái đường vàng nè. Đâu, tự quay. Sam thử mở coi. Không có sức, tôi đánh nó được. Thôi bà đi ra, để tôi bự hơn, để tôi. Hi, đập, để xem coi bên trong là kho báu gì đây. Ui trời, tối mất tiêu rồi. Bên trong là kho báu. Ui cái búa. Đập nè. Đập tôi nằm luôn á. Thôi. Phong xin lỗi sao Phong cúi. Đây để Phong thử đập con cá sấu nè. Đập con cá sấu này. Ui trời, tối mất tiêu rồi các bạn ơi. Trời giờ tối thui à, không thấy gì hết trơn á. Mày trời, tôi còn sáng chân luôn. May quá. Ê trời ơi, có một thanh niên siêu to khổng lồ. Ôi trời ơi, cái gì đây? Xoay luôn kìa trời ơi, dùng sức mạnh xoay. Ui thanh niên này mới đúng là King Crab nè các bạn. Thanh niên mày đúng là King Crab nè. Tôi chỉ là con lãi thôi các bạn ơi. Trời ơi. Đúng nghĩa luôn, tôi còn thiếu nè. Cái gì mà có khủng long ở đây nữa vậy? Tại sao mày Phong mới vừa bị khủng long ăn thịt? Ủa sao trời này là có khủng long ta? Ủa cái gì kỳ vậy, game này mà tự nhiên có khủng long nữa trời. Tôi tưởng là ông xịn lắm mà ông bảo là ông là bro Viking of Crab mà sao ông lại bị khủng long thịt luôn. Trời ơi, tôi thua rồi mà tôi không có còn xu để hồi sinh, trời ơi. Ok thôi giờ tôi sẽ hồi sinh trở lại. Ôi may quá mình hồi sinh nhưng mà mình vẫn to nha các bạn nha, mình vẫn to hơn Sam nha. Sammy từ nãy giờ to cỡ nào rồi nha? Tôi cũng bự rồi đó, thấy bắt đầu cũng xịn xịn. Tôi là gì ta, Thor, với là tôi là có cái búa của Thor nè, với là có cái khiên của Captain, thấy không? Ui cái gì đây? Con cua robot hả? Trời ơi, ê anh ơi tha em anh ơi tha cho em, đừng đánh em anh ơi em mới lớp mẫu giáo anh ơi. Trời ơi, nó quýnh tôi luôn mấy ông ơi, nó không tha tôi luôn. Nó ghét ông nó hay chưa? Tôi có đi về như thế này là không bị giết chơi mẹ. Đó là đang đánh con chim nữa, con chim chết. Trời ơi là trời, tôi phải đi kiếm cái vũ khí gì đó để tôi phải top 1 server tôi mới chịu được bạn. Từ nãy tôi bị ăn hiếp hoài. Đây tôi sẽ ăn cái con chim này trước. Rồi ok. Ủi con cua siêu to mới đi ngang qua tôi. Thôi tôi chạy. Đây nè, mình sẽ ăn là ốc nha con bạn. Con cua. Trời ơi. Nó dùng sức mạnh nó xoay tôi luôn mà. Cái gì mà cái con đó hình như là con King Crab á Sam, cái càng nó dài cua lắm đúng xoay, không? Cua xoay đúng rồi, nó xoay vòng tròn tôi đi. Ôi, cái đó là con cua nhện hay sao á, cái con siêu to là con cua nhện á. Ui cái gì đây? Cái gì đây? Quyển bí kíp của Naruto hả? Ôi cái con này nó đang cầm cái rìu nè để Phong quýnh nó, Phong lấy cái rìu nó. Rồi. Lấy được không? Tôi thấy mấy con này nó lấy. Ê anh ơi, nè. anh gì ơi tha em còn bé nhỏ lắm, đừng đánh em còn, trời ơi em còn bé nhỏ lắm mà anh ơi, anh tha em lần này bé được không? Bé nhỏ cũng phải bị đập thôi. Trời ơi, trong Sammy này hình như là to bằng tôi luôn rồi các bạn ơi. Chứ sao nữa, trong này chỉ có to hoặc nhỏ chứ không có gọi là. Bên này có con rùa nè, mình ăn con rùa được không ta? Ui rùa mạnh quá vậy, con rùa mạnh quá. Ây da, anh ơi. Anh ơi, thay em lần này anh ơi, em hứa em không đụng như người anh nữa, em xin lỗi, em đi đây. Tôi cứ đi ngoài vỉa thôi, làm gì làm, nó nhẹ nhàng thôi. Ui, có cái rìu. Cây rìu, trời ơi, trên tay anh đang cầm một cây rìu, đây rồi. Kiếm con gì đó, đập nó chơi coi. Cầm cái gậy đập nè, đó.
Ui trời, tối mất tiêu rồi. Ây da, mình chắc bây giờ mình chỉ có thể bắt nạt được mấy cái con chim này thôi bạn ơi nè. Mấy con chim nè, mình bắt nạt nó để mình lấy thịt nó trước đi. Để mình to lên từ từ, ok đó. Sammy, từ nãy giờ Sammy được bao nhiêu điểm rồi nha? Tôi được 30.000 điểm. Ông 30.000 điểm luôn hả? Hả gì? Sam được 30.000 điểm á? Chưa gì hả? Trời ơi, tôi mới được có 1.000 điểm mà Sammy được 30.000 điểm với bạn. Trời ơi, nhưng mà sao tự nhiên tôi có 1.000 điểm mà sao con cua của tôi nó vẫn bự hơn Sam vậy ta? Ai biết đâu, cái này là chắc là do ông có cái gì đó rồi. Ê, anh ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Tốc độ của Flash. Này này là anh gì ơi. Trời ơi, cái anh gì ảnh mới đi ngang của tôi sợ quá. Trời ơi. Cái anh mà xoay xoay đúng không? Không phải. Ủa Sam ơi, Sam đang ở đâu vậy? Cho phòng đi chung. Trời ơi, cái anh kinh Grab. Anh ơi, tôi thấy đi gần ông sợ lắm, xui òm mà tôi đi riêng cho chắc. Trời ơi, cái anh này ảnh đã to rồi, ảnh là vua nha các bạn. Ảnh đội nguyên cái vương miện nè. Anh này là anh top 1 server nè. Mình mới vừa gặp top 1 server các bạn ạ. Cay thiệt sự, trời ơi. Kiếp thế, tôi cứ đi tà tà như này, đi lẻ lẻ cho chắc. Trời ơi, chẳng lẽ suốt cuộc đời của tôi không bao giờ tôi có thể trở thành gọi là King Grab được hả? Tôi sẽ suốt đời làm một cái con cua đồng bé tí tẹo, trời ơi. Không phải ném mấy cái đứa cái ghê ghê kia ra. Ủa, King Grab. Tôi giết con này, tôi chiếm lấy cái rương. Rồi, ok, mày vậy mày. Ây da, xuống cử động được. Ây da, mày hả mày, ok, á, con tôm hùm. Con tôm hùm, ê, anh gì ơi. Anh gì ơi, đừng có đánh em mà, anh gì ơi. Anh gì ơi, này là anh gì ơi, đừng đuổi em. Ui, cua cái bự quá vậy. Từ nãy không. Giờ không thắng được. Con miếng cua siêu bự đang bên cạnh đấy. Đừng anh ơi. Cứ chạy flat. Rồi mình giúp sức mạnh flat bạn ơi. Tôi không biết là Sammy sao nha, từ nãy tôi tàn gặp top 1 server luôn mà trời, nó quýnh tôi chết. Tôi gặp top 1 server là tôi chạy. Ôi, top 1 server là đây, top 2 server. Trời ơi, ở trên đây, Sammy sao biết gì không? Ở trên đây có nguyên một anh gọi là tôm hùm siêu to khổng lồ. Từ để tôi quay cho bạn xem. Đợi xíu tôi giết con cá sấu rồi đã. Mày lại đi. Ui, đang ăn thôi, đồ của một anh. Ui, con tôm hùm bự quá. Con tôm hùm bự quá. Chị. Con tôm hùm bự quá. Bự quá. Quýnh lại luôn, sợ gì quýnh lại luôn. Thôi, không có được ông ơi. Trời ơi. Sam ơi, nhiều khi là điểm của Sam, nhìn Sam nhỏ thôi chứ điểm của Sam hơn đó là sao, đúng không? Trời ơi, thôi tôi sợ lắm, ảnh có sức mạnh. Tôi là tôi cứ an toàn như này, hiểu không? An toàn là bạn. Tay à, cái gì đây, cái gì? Cá mập hả? Ở bên dưới biển có cá mập nữa bạn. Quýnh con cá mập, ăn thịt con cá mập luôn. Ủa đã gì vậy? Ở đây có cá mập luôn hả? Đây nè, bên đây có nguyên con cá mập nè. Để Phong ăn con cá mập cho bạn coi. Mày, ok đó, không lặn xuống biển. Con cua bự nè, đó. Ui, có cái chiều, có cái chùy mạnh nè. Ôi, cái chùy nó đã vậy trời. Trời ơi, mấy bạn ơi, tôi được 19.000 điểm rồi. Vậy là tôi cũng lớn nó được xíu rồi đó. Tôi được top 3, top 13 nha, 56.000 điểm nha. 56.000 điểm? Gì mà ghê quá vậy, Sammy. Sammy top cây. Server luôn à. Tôi đang cày xe giờ đúng không? Tôi đang hướng tới một cái top xe giờ. Không đâu bị áp không đâu, hello, tôi nè. Ồ, hello Sam, ui cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao Sam to vậy? Sam ơi, từ từ, tha phòng. Tôi đang ăn không rồi, tôi có điểm không ta? Tôi được top 12 xe giờ rồi. Ê Sam, bây giờ Phong với Sam solo trận không? Nếu mà Sam thắng Phong, Sam ăn được Phong, còn Phong thắng Sam thôi. Yo. Sammy. Mạnh chưa? Asha. Điểm rồi. Ôi được mấy ngàn điểm đây. Ông đừng có giỡn mặt cái tôi. À cái trời gì? Đó. Sammy nạp tiền hồi sinh hả? Chứ sao nữa? Có tiền làm gì? Trời ơi mấy bạn ơi, Sammy nạp tiền, Sammy hồi sinh cho nên từ từ để tôi xem coi, trời Sammy top mấy server rồi Sam? Top 14 rồi. Ui. Top 14 server, tôi được top 16 hả? Ồ, tôi cũng được top 16 cũng được. Rồi sắp lên rồi đó, Đây là cá mập nè, tôi ăn mấy con cá mập dưới biển nhiều cái... tiền nè. Trời ơi, má cái giết mình luôn mà. Ê, thua là không có hồi sinh được luôn hả? Rồi buồn xong kia. Luôn, Sam hết được rồi, quyền hồi sinh sao? Rồi. Không, buồn quá. Quá là không buồn không? Đang top mười mấy xe giờ mà trời. Không trời sao, Sam yên tâm, có Phong ở đây. Ủa, có cái búa nè, lượm cây búa. Để Phong đi kiếm rồi, cây súng hay gì đó cho mình. Ui, lại là top 29 server. Ui trời ơi, rớt xuống luôn. Phong cần có đây không ta? Từ cùng cấp mấy rồi vậy? Tôi đang gọi là cấp gọi là 45 nè. 45.000 điểm nè, tôi đang kiếm coi khứa nào to to, xin tôi solo cái khứa đó luôn nè. Mấy bạn chuẩn bị coi tôi solo một cái khứa nè. Đây, khứa này.
nãy ăn hiếp ai bạn ăn hiếp ai, trời ơi mấy bạn thấy tôi mạnh chưa, tôi đập thanh niên đó gọi là lên bờ xuống ruộng luôn bạn ơi. Trời ơi, Phong Cận siêu to khổng lồ, bây giờ tôi chính thức trở thành King Rap rồi nha bạn. Tôi được gọi là cấp, tôi được 50.000 điểm rồi nè, tôi đang xếp top 15 server nha. Top 10 mới thấy được lần nha, top 10 mới thấy được. Rồi, Phong đang cố gắng top 1 luôn cho các bạn coi nè. Ở bên đây có thanh niên nào nè mấy bạn, ở bên đây có một thanh niên cũng to nữa bạn. Ui nhưng mà hình như thanh niên này to hơn mình nữa bạn ơi. Mình không biết mình có đánh lại thanh niên này không nhưng mà mình sẽ thử nha bạn. Mình sẽ thử đánh thanh niên thử. Hít sạp. Ôi, thanh niên này mạnh quá, No! Top 10 mấy xe giờ còn trời mỗi... ơi, tôi tham lam quá làm cái gì? Mấy bạn ơi, bởi vì ui, cái anh hồi nãy đây, anh ơi, em xin lỗi anh, em chạy đây. Làm top server khó lắm. Làm top server khó quá bạn ơi. Hồi nãy á bạn, là nếu như mà mình không có tham lam, mình không có đánh cái thanh niên kia thì chắc là mình vẫn có thể có cơ hội lên top server, bạn hiểu không? Nhưng mà mình tham lam quá, mình đánh thanh niên kia làm gì không biết, để bị chết. Trời cay thiệt, sao cày lại được các bạn. Ôi tôi thấy Phong Cận rồi, thấy Phong Cận đâu kia. Sam đâu? À đây, không thấy Sam nè. Sam nè. Không má, đừng đánh tôi vợ, tôi làm gì không? Đứng lại. Đứng lại đó, tôi quýnh bà. Ông nội để mở ơi. Ra rồi. Sam ơi, Sam đứng lại đi Sam ơi, Sam chạy đâu Sam ơi. Sam video duyên, video duyên kìa bạn. Thấy ông đánh mình. Thôi bây giờ Phong chỉ Sam nè, Sam đi chung với Phong đi, rồi Phong với Sam hợp sức quýnh một con to, bọn mình gọi là chia thịt, ok không? Vậy đi. Ok rồi, Sam đi theo Phong nè, Đâu. Bây giờ nè, Sam phải đi theo Phong phải không? Rồi đi theo Phong nè. Cái nhìn ở trên bản đồ. Ui cái anh đi có cây súng kìa, chạy đi Sam. Anh đi có cây súng kìa, chạy đi chị. Đừng đánh. Bên này có thật, bên này thật. Quýnh, đúng rồi, hay quá. Coi chừng quýnh nhầm nhau nha, Sam coi chừng quýnh nhầm nhau nha. À da, mấy con chim này dám quýnh Sam hả? Mày. Mấy con này bé quá Sam ơi, không đủ đô. Đi theo Phong. Qua bên đây nè, mình tìm mấy cái thanh niên mà top server mình đánh cho nó đã. Cái gì? Thanh niên nè. Quýnh thanh niên nè. Mày hả mày? Ghê không? Ui, Sam ơi, thanh niên top 1 server, Sam ơi. Thanh niên top 1 server, Sam ơi. Tôi chạy rồi, tắt đồ, sợ quá, chạy. Ây da, thanh niên hồi nãy kiếm Phong quýnh Phong kìa, Sam ơi, thanh niên hồi nãy kiếm Phong quýnh Phong kìa. Tôi chạy rồi. No, đừng bắn em anh ơi. Chạy thôi, chạy thôi, tôi đang to, tôi không muốn thua cho nên tôi sẽ chạy đi trốn. Tôi còn chưa có vũ khí, tôi đang cần vũ khí nè, có vũ khí để cho dễ bảo vệ mình hơn. Đúng rồi, phải đi kiếm vũ khí nha bạn, trong game này phải có vũ khí. Đây nè, có cây rìu. À, đây là xuống ăn mấy con cá mập này để lấy kinh nghiệm mấy bạn đó. Đây có cái chai nước mắm nè, chai nước mắm để tấn công người. Ui, thanh niên top 1 server là 433.000 điểm á. What the hell, cái gì ghê vậy? Mình cứ cày từ từ á bạn ơi, bây giờ mình đang top 20 server cũng lại đó. Rồi chùm nó hồi sinh con nào bự vậy? Trời ơi. Ôi, con cầm súng bắn thôi, con cầm súng. Phong thấy sao nè, đâu, anh đi là cầm súng bắn Sam. Đâu, chị Phong ơi. Đầu kia, đâu. Đây, để Phong. Ui, anh này bự quá vậy, anh này hơi bự nha. Bự lắm. Bự à, bự hả, bự quýnh luôn, nó sợ gì, bự quýnh luôn. Ui, nó mạnh quá. Đây, tôi có súng. Nó khỏe. Đây, tôi có súng rồi, đâu. Nó đâu rồi. Nó khỏe quá. Ê, nó bự vậy. Đun. Sam yên tâm, Phong cũng có súng rồi nè. Để Phong xuống, Phong cũng có súng rồi nè. Phong đang cầm súng nè. Đây có súng rồi, an toàn rồi, thấy thoải mái rồi đó. Ui, thanh niên có kiếm lửa luôn kìa. Ôi, anh gì ơi. Này là anh gì ơi. Đừng bắn em nữa. Đừng bắn em. Em còn có súng máu ở đây. Em còn có súng máu ở đây. Trời mày quá, tôi còn có súng máu. Ui anh ơi, đừng bắn em anh ơi. Trời ơi, cái anh này ảnh không tha cho mình luôn. Anh này ảnh có tên là Yến như cu te, không cu te tí nào hết nha. Cái game này bạn hơi bị cay luôn nha, kiểu như là mình đang kiểu gọi là xanh mạnh mạnh á, cái tiếng mình gặp thanh niên mạnh hơn mình quýnh mình, thế là mình thua chơi từ đầu. Cái thực sự cho nên là gặp mấy thanh niên to chắc là bây giờ Phong sẽ rút kinh nghiệm, gặp mấy thanh niên to là Phong sẽ chạy trốn. Cầm súng thôi. Phong ơi, trời cho gì đây? Hả, sao chị? Trời ơi. Ok, tập sau mình sẽ mời Ca Mui vào nha bạn nha. Tập này là mình với Sam quay gần xong rồi Mui mới vô. Các bạn là người Việt Nam. Ủa? Có anh chùm nè, có anh chùm bên này nè. Người ta cầm súng.
Ca Mui mà vô game này á, mà Ca Mui sẽ kiểu gọi là nhất định là Mui phải giành được top 1, Mui mới chịu được, Mui hiểu không? Đúng rồi, chị thích cái game này lắm rồi nhưng mà chị không có chơi, chưa có chơi. Thích lắm mà không chưa chơi là sao ta? Đây ủ, thích đây lắm mà chưa chơi là sao ta? Là chưa có dịp, chưa có cơ hội chơi đúng không? Đúng rồi, đúng. Không cần mà đây solo với chị gái nào. Anh này bảy màu nè. Quýnh anh này ăn tiền. Wow! Nhiều tiền ui, quá. Con đúng cái gì? Nhiều tiền quá, tôi mới quýnh được một cái anh siêu to khổng lồ luôn. Nhiều tiền quá. Không có gì. Đây rồi, bắn anh niên này. Ui, Sammy kìa. Chạy. Hay quá, Sam ơi, hay quá. Ê, Sam ơi, đừng đánh Phong, Sam ơi. Con tôm hùm siêu to nè, để Phong quýnh tôm hùm siêu to. Được không, tôm hùm nó cầm cái kiếm bự quá, mình phải có gì to hơn con tôm hùm này mình mới đánh được bạn ơi. Mình phải tìm cái vũ khí gì đó mạnh mạnh xíu. Bây giờ là sao? Bây giờ Phong chỉ nó. Kẻ nghiền nét đang hết máu này, không biết. Quýnh con này. Ui mấy bạn ơi, coi Phong quýnh con to nữa bạn. Ui. Rồi Phong chết rồi bạn. Trời ơi, ông quýnh gì mấy con bự gì vậy? Trời ơi, nó bắn rồi, con này nó bắn. Tại Phong thấy nó còn ít máu, Phong tin quýnh nó luôn, ai dè đâu. Mấy con mà nó càng hết máu là đừng nên gần nó nha, nó chơi cái chiêu đó Phong, cẩn thận. Sao đây gọi là hết mấy con cua, có thêm mấy con khủng long ở đây nữa vậy? Ăn mấy con khủng long luôn được không? Khủng long đó là đồ đè của mấy con nhỏ. Ây da, con khủng long nó cho tôi tuyệt chủng luôn rồi sao mày? Nó khỏe quá vậy. Đừng để bạn ngồi. Ôi trời ơi, con gì đâu kia bự quá vậy? Trời ơi, tôi không ngờ cũng có một ngày Phong cận TV lại trở thành thanh niên gọi là thất bại nhất server. Hiện tại bây giờ mình đang top, gần như top cuối server luôn các bạn. Tại mình yếu quá. Trời top 14. Rồi lấy khiên cái. Đó, không phải an toàn như tôi là tôi nè, hồi chưa nè. Ui, đầu kia là cái gì đây vậy? Ui, có con nào vừa bị ngất ở đây vậy? Ui, nhiều thịt quá vậy. Oh my god, nhiều thịt quá. Từ nãy giờ tôi đang cố gắng kiếm coi có cái vũ khí gì mạnh mạnh xịn xịn xíu, nhưng mà tàn mấy vũ khí gì đâu không. Khiên của Captain America. Được, lấy cái khiên này. Lụm mấy chai bia vô đặt đầu với thanh niên. Thanh niên này nhỏ nè. Cái thanh niên John này là cái thanh niên voi này là hồi nãy mới quýnh lên mình nè bạn. Mình đã trả thù được rồi. Đây có thanh niên này, nhìn có vẻ yếu nè bạn. Thanh niên nhìn có vẻ yếu nè. Quýnh thanh niên này được. Mày. Phong cần bự vậy. Phải không cần không? Yeah, mình giết được nó bạn ơi. Không, Phong còn nhỏ lắm sao ơi, Phong chưa to đâu. Vậy là có cái ông nội nào tôi tới nhận người thân. May quá, nó chưa cắn tôi. Nhận lộ người thân nó cắn cho đi luôn á. Ê, tôi tấp chính nè, Phong thấy tôi không? Cái gì? Sam tấp chính luôn hả? Nè, tấp chính nè, thấy tôi không? Ghê vậy trời, trời ơi, Phong tự hào gì Sam quá Sam ơi. Không thấy tôi không? Thấy, Phong thấy tên sao mà Sam đang thuộc top luôn nè. Top 11 rồi, tụt nhanh quá, bọn này nhanh quá. Ở bên đây có gì nè bạn? Wow, đây là những bạn xem video mà không bấm like nè đó. Những bạn xem video không bấm like là sẽ trời như thế này. Mấy bạn ơi, bạn xem video bấm like nha, subscribe nữa. Trời ơi, Phong sắp được là 4 triệu sub rồi, tôi sắp 5 triệu sub nè. Đúng rồi, vô. Nếu như bạn nào không biết thì hiện tại mình đã gần được 4 triệu sub rồi nha bạn. Các bạn subscribe cho mình đi, mình làm cái clip ăn mừng đó bạn. Tôi hóng quá trời quá đất luôn á. Trời ơi, con tôi top 13, ủa tôi bự mà top 13. Ui, có con nhện nè Sam, ở trên đây có nguyên cái hang nhện luôn nè Sam ơi. Không có đâu, gấp là bản đồ, tôi biết tôi đi qua thử coi. Ui da, quýnh mấy con nhện này cũng được nhiều tiền á nha. Trời ơi, nhện bự lắm không ạ. Ui, nhện đó là yêu quái vậy, tôi tự là người chứ hồn. Anh gì ơi, đừng anh gì ơi. Yến, Yến Nhi cu te, lại là Yến Nhi cu te. Thôi, được rồi bạn ạ. Tôi nghĩ rằng là tôi nên chấp nhận số phận của tôi là hiện tại là tôi đang gọi là top cuối server. Còn Sam thì hiện tại đang là thuộc là top trong 10 người mạnh nhất trong server nha các bạn nha. Còn tôi thua rồi bạn ơi, tôi chịu rồi, tôi nãy tôi toàn bị đánh không vừa, tôi thua rồi. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay thì bạn cũng biết rằng là tôi với Sam rồi ai mạnh hơn ai đó là Sam mạnh hơn tôi. Hôm nay tôi gọi là chấp nhận tôi thua Sam các bạn ạ. Tôi khâm tâm phục. Người ta gọi là tâm phục khẩu phục các bạn hiểu không? Đấy. Và nếu như bạn nào mà muốn trong tập sau mình sẽ mời thêm chị Ca Mui vào đây chơi cùng với bọn mình cái game này nữa thì bạn đừng quên là hãy nhấn vào nút like cái video này và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Sắp 4 triệu sub rồi các bạn ơi. Đó. Còn bây giờ thì chắc là tôi sẽ kết thúc video tại đây chứ hôm nay tôi thấy tôi bị bắt nạt dữ quá, gặp mấy thanh niên top server với thanh niên quýnh tôi quá trời. Lần sau tôi phải kêu chị Ca Mui tôi vô đây bảo vệ tôi mới được. Chị của tôi mà. Ok. Thôi rồi nha các bạn. Chúng ta kết thúc video tại đây. Bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.